Tuyên bạn, hôm nay tôi ở đây tuyên bố mục đích sống trong tương lai của tôi. Tôi muốn trở thành một người hạnh phúc trọn vẹn trong mọi lĩnh vực, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi nơi. Tôi muốn trở thành một người hạnh phúc hoàn hảo như vậy. Điều đầu tiên tôi cần trải qua đó là trở thành một nhà chuyên gia lớn hơn. Trong thời gian tôi quá trình trở thành một nhà chuyên gia thì tôi cần làm mọi việc nhỏ nhất. Sau khi tôi đã làm được và tôi đã trở thành một nhà chuyên gia, tôi phải tiến xa hơn, đó là tôi muốn trở thành một nhà lãnh đạo có một hệ thống 10.000 người. Khi tôi có hệ thống 10.000 người, tôi sẽ không bị quấn vào lốc xoáy đồng tiền của xã hội nữa. Như vậy, tôi sẽ trở thành một người hạnh phúc trọn vẹn ở mọi mặt. Tôi muốn điều đó trước khi tôi có tuổi 40. Tôi muốn làm điều này, tôi cần phải làm những việc nhỏ nhất đầu tiên. Đó là trau dồi bản thân mình, biến bản thân tôi từ những cái điểm yếu nhất trở thành điểm hoàn hảo và tốt đẹp nhất. Thứ hai, tôi cần tu dưỡng lại và tìm về các nguồn gốc. Đầu tiên là đạo đức, thứ hai là nhân cách, thứ ba là cách làm một con người hoàn hảo. Thứ tư là cách làm một con người có hạnh phúc ở mức cơ bản nhất. Và tôi cần đưa ra các kế hoạch con đường của tôi trong quãng đường đi, và phải có những sự thay đổi luân phiên các con đường ấy. Và tôi cần ở đây bản thân mình có tầm nhìn và suy nghĩ rộng hơn, và phải chi tiết sát sườn với mục đích của tôi đi. Và tôi mong muốn bản thân mình và con đường của tôi vẽ ra là phải có nhiều biến cố, phải trải qua nhiều cái vấp ngã để tôi trở thành một người hoàn hảo. Khi tôi đã chậm một nền móng đau khổ, một nền móng vấp ngã quá đau thương hoặc quá nhiều gian nan khổ đau, thì tôi lúc đấy mới trở thành một người hạnh phúc được. Và cái câu chốt của tôi nói rằng tôi muốn trở thành một người hạnh phúc, tôi cần trở thành một nhà chuyên gia, tôi cần trở thành một nhà lãnh đạo, cần có 10.000 người trong hệ thống của tôi, và tôi không bị quấn vào lúc xoáy đồng tiền của xã hội, mà khi đó tôi đã trở thành một người hạnh phúc không lo âu đến đồng tiền nữa. Và tôi tập trung trau dồi phát triển sự hạnh phúc của tôi. Đấy là lời tuyên ngôn của tôi, cái lời tuyên hẹn của tôi cho tương lai trước tuổi 40. Và rất cảm ơn mọi người đã xem cái lời tuyên ngôn của tôi.